Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. <laughs> hôm nay chúng ta có cái đề tài là kiến tính Phật. Kiến tính chúng ta không có rõ ràng là kiến tính là cái tính gì. Thật sự là thấy tính Phật, thấy cái Phật tính đó. À, cho nên đây là một cái uh, môn thiền mà nó cũng giống như là thiền tịnh ấy. ở trong cái pháp tu giáo lý của Phật hồi uh, lâu rồi lúc mà tôi còn làm đạo ở chùa Phước hậu á ở Trộn một hôm tôi thấy có hai sư cô hai sư cô này thì rất là nghiêm túc ở tu ở trên một cái tháp ở phía tên chùa Phước khẩu đó một cô là tên là cô tánh có một cô gì đó đến cầu Pháp với thầy tôi và tôi nghe thầy tôi cứ dạy là à, cô hãy niệm niệm Phật và cô niệm Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật rồi cô sẽ hỏi ai niệm Phật đó ai 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 đang niệm phật đó À. và cô cứ tu như vậy đó một thời gian nếu nó xảy nó có cái gì nghĩa là khác lạ thay đổi thì cô xuống đây tôi sẽ dạy thêm đó, đó là sư ông pháp chủ của thầy tôi là đức pháp chủ khánh anh ở tại chùa phước hậu trà ôn đó là một bữa tôi dạy tôi thấy cô dạy dạy thầy dạy cái sư cô đó tên là cô tánh cô đó là người lớn con mà tu hành nó rất là tốt ở trong một cái cái thất nhiều năm và hôm với nó có một sư cô nữa đến quỳ cầu pháp và thầy tôi dạy như vậy thầy tôi dạy bảo là hai niệm nam mô a di đà phật rồi hỏi ai niệm phật đó tôi đứng ngoài lúc đó tôi còn là sa di mà tôi thấy nó cũng hơi lạ tại sao vừa niệm phật vừa vừa hỏi rồi ai trả lời lúc đó tôi cũng không có có rõ ràng về giáo lý lắm đó. thì đó là một cái pháp cũng như là cũng như là mình tự đảo vắng lại cái 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 âm thanh cái phát tâm niệm phật của mình đó bởi vì thường thường chúng ta niệm a di đà phật a di đà phật chúng ta niệm đó nó có hai cách một là có khi chúng ta nhất tâm mà không biết, mà có khi chúng ta không có nhất tâm, vừa niệm mà trong tâm của mình nó vừa nghĩ, nghĩa là vừa có những cái vọng tưởng. Cho nên do như vậy khi mình tự hỏi như vậy đó thì trước hết nó có một cái cái tính chất dừng lại để biết ai ai, ai đang niệm Phật đây. Cái câu này thì thực sự nó rất, rất khó giải nhưng mà <laughs> nếu người ta tỉnh thức thì người ta biết ai niệm bởi vì ý khi cái người mà niệm Phật hay là mình nói năng mà mình thấy trước khi mình nói trước khi mình tu trước khi mình niệm à. ví dụ như bây giờ chúng ta nói chúng ta là nói muốn nói hay là hay là vô tư tự nhiên mà nói nói một cái gì bất cứ một cái gì chứ không nhất thiết là mình niệm phật hay là niệm kinh thì chúng ta tự nhiên ở đâu đó rồi chúng ta có một cái nghĩ tưởng muốn rồi phát âm lên và tụng kinh hay là niệm phật hoặc là ngay cả những cái đời sống mà hàng ngày chúng ta giao tiếp của mình nữa chúng ta không thấy mình nói không thấy mình đang nói à, cho đến nhiều khi mình cũng không biết mình nói gì bởi vì ví dụ với một người nào đó thì nó giống như là mình ứng đáp vậy thôi người ta hỏi thì mình nói hoặc là có cái chuyện gì ở trong tâm mình nó có cái tâm sự gì đó mình phát ra mình nói à, nhưng mà một người mà thấy tánh hay là một người tu trong cái sâu sắc á, thì người ta luôn luôn cái biết á, nó ở trước cái âm thanh nó ở trước cái nói bởi vì cái tính biết nó không phải là biết cái gì nhưng mà nó đang biết nó đang biết tức là không có cái gì để biết cái cả những cái gì đó nó xảy ra mọi cái gì đó nó xảy ra trong cái biết chứ không phải là người ta muốn biết hay là không biết bởi vì cái 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 biết là cái tâm thanh tịnh biết là cái tâm thanh tịnh ví dụ như bây giờ à, tôi muốn nói thật sự thì tôi thì nó quen quá rồi chẳng những biết trước khi nó nói mà cái khởi động của nó ví dụ như nói a di đà phật không phải là mình 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 nghe cái âm thanh đó mình mới biết nhưng mà cái biết nó có giống như một cái khoảng không rồi cái âm thanh nó nó va vào cái cái biết đó nó va vào khoảng không đó à. cho nên cái cái sự trống không á cái sự không có không có niệm á cái đó là thật sự nó là tánh nhưng mà nếu mình mê thì mình không bao giờ thấy nó bởi vì nó là cái không tánh cái tánh không à tánh không không phải là một là không phải là hư không không phải là cái tánh như hư không mà hai là cũng cũng không có một cái tánh mà có thể rờ đụng được những cái vật chất ừ. nhưng mà cái, cái 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 từ không này đó nó phải nằm ở trong cái biết bây giờ này, ví dụ bây giờ chúng ta niệm phật hay là không niệm phật gì chúng ta cũng đang ở trong cái không cái không này á thật sự nó là một cái 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 thật tánh từ cái không này nó có thể sanh ra bất cứ một cái tâm nào thiện hay là cái tâm bất thiện hay cái gì đó cho nên chính cái chỗ tâm này nó là đại toàn thiện ở trong trong pháp rochan cái pháp đại toàn thiện của tây tạng thì người ta luôn luôn người ta phải thấy cái này trước khi Nói trước khi làm mà trước khi gì đó là nói về những cái vị lạc ma cao cấp Còn khi người ta đem người ta dạy á, thì có một cái cái tập sách gọi là Đại Toàn Thiện à, cái, cái Đại Toàn Thiện thì cái Toàn Thiện không phải là mình làm thiện hay là mình có cái thiện Nhưng mà cái thiện nó có trước tất cả Tức là nó, nó chưa sanh ra cái gì đó Đó là cái tánh thiện Cái tánh này nó nó, 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 không có sanh diệt nó không có gì cả tự cũng như cái không tánh cái tánh không hay là không tánh tức là nó là cái hư không trước khi chúng ta nói chúng ta biết cái đó bên ngoài thì mình gọi là hư không mà bên trong mình gọi là tâm không nhưng mà bên ngoài với bên trong nó cũng là một thôi đó là cái cái điều mà chúng ta không có không có hay nghĩ tới mà cũng không có ai chỉ cái đó cho chúng ta đâu rất ít có nhưng mà trong những cái sách thiền đặc biệt à. vì thế cho nên trong cái 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 không đó cái không đó nó thực sự là tánh không bởi vì chúng ta nói tánh là nó có cái biết ở trong cái không bởi vì từ cái không nó mới nó mới là cái biết từ cái không và cái biết đó là một nhưng mà nó nó thuộc về cái phạm vi tâm thức chứ nó không phải phạm vi mà nó thuộc về cái cái hư không nguyên lý cái hư không vật chất cho nên nếu mà một người nào ý thức trước khi mình nói một cái điều gì hoặc trước khi mình cử động một cái gì đó thì mình sẽ thấy tánh cái tánh đó nó không phải khó gặp khó có hay là này kia gì như là trong kinh sách nói là bởi vì chúng ta không thấy thành luôn luôn chúng ta không biết nó ở chỗ nào nó là bởi vì dùng cái từ gì nó cũng không trốn ví dụ chúng ta nói nó trống rỗng thì cái trống rỗng đó cũng là một cái ảo, ảo tưởng mà nó nó như hư không thì cái hư không đó nó cũng có cái tính tưởng ở trong vật thì nó mới có hư không được nhưng mà hoàn toàn cái tánh đó nó không có cái dễ cả nó không không có vật chất và cũng không có hư không nhưng mà không có đây là không phải là không trơn tức là cái tâm của chúng ta nó không có, cái tâm của chúng ta nó không gây ra cái tư duy, tư tưởng vậy cả. Hiện tiền nó là như vậy đó. cho nên bất cứ người nào cũng có cái tâm đó, cũng có cái tự tánh sáng suốt đó. À, cho nên cái đó gọi là tâm, cũng gọi là tánh, à, mà cũng gọi là phật tánh, hay là hay là bán tâm nó nằm mộc, nhưng mà chúng ta nói tùy theo cái khía cạnh, tùy theo cái khía cạnh khi mà chúng ta muốn diễn tả ra đây là cái, cái chỗ này là cái chỗ giác ngộ như Phật, cho nên nói đó là Phật tánh. À. Còn chúng ta nói đây là cái nguyên lý mà phát sanh ra tất cả sự hiểu biết, tất cả sự đo lường của trí não này kia thì nó là nó là tâm tánh. À còn nói trừ với tất cả các cái pháp hữu hữu vi các cái pháp mà phân biệt tương đối so sánh thì cái này nó gọi là không tánh hay là thực tánh hay là nguyên tánh tất cả nó đều là nằm trong chữ tánh tức là nó có cái khả năng nghĩa là để cho người ta từ trong đó nó hiểu biết từ trong cái tánh đó mà hiểu biết được tất cả vật, tất cả vật chất, hay là tất cả ngôn ngữ, tất cả tiếng lời, gì. À, mà mà cái tánh này là cái tánh không. Nếu nó là một cái tánh gì cứng nhắc thì nó sẽ không có không có hiểu được cái khác. À, cho nên cái tánh này nó không tướng, nó vô tướng, nó cũng chưa có sanh, chưa có diệt chưa có đến đi mà nó không có màu sắc nó không có khối lượng nó không có bất cứ gì cả cho nên chúng ta lấy cái gì mà để nói lấy cái gì để thấy nhưng mà có thể nói nó là cái tánh chứ không phải là cái tướng ví dụ khi mà trong khi tâm chúng ta đang như thế này chúng ta cứ coi trong con người mình nó không có nghĩ gì cả không có cái gì cả nhưng mà khi chúng ta đừng có nói nghĩ hay là không nghĩ nếu nói nghĩ thì chúng ta tìm kiếm nghi ngờ coi thử nó nghĩ gì còn nó không nghĩ thì chúng ta có cái ý không có cái lượng không ở trong não cho nên chúng ta cũng khó thấy thì không nói có không nói không không có nói nó sanh nó diệt hay là tướng gì cả thì chính cái chỗ đó là cái tánh cái tánh thực từ đó mà nó phát danh ra tất cả các tánh cho nên chúng ta cần biết nó thì thì cái tâm của chúng ta cần tĩnh lặng à, và khi chúng ta nói đó nó giảm bớt cái phần mà nghĩ ngợi bớt cái tư tưởng bớt cái sự tìm kiếm của những cái cái tư tưởng tư duy mà khi chúng ta nói là tự cái đó nó nói mà thôi, à. bởi vì trong đó nó giống như là nó có một cái 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 trung tâm phát huy ra tướng và tính phát huy tất cả gì, cái tướng là tướng về tướng, tướng những cái tướng nào đó, à. ví dụ nó tướng tưởng những cái hình tướng ở bên ngoài, bên nó thuộc về vật và tưởng những cái màu sắc tưởng những cái khối lượng, hình lượng và tưởng tất cả những cái mà có thể chúng ta phải 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 biết về bên ngoài nhưng mà bên trong cái tâm của nó nó điều tưởng ra hay cả cho nên từ cái chỗ đó nó bước sanh ra cái tưởng đó là nó tưởng về vật còn nó tưởng về tâm lý thì thì nó kéo tới những cái tiếng lời cái ngôn ngữ cái câu nói hay gì đó một cách tự rất là tự nhiên à. có khi nó nói nghĩ 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 ra tức là nó ngưng lại để để có cái ấn tượng à. còn có khi nó nói không nghĩ ví dụ như bây giờ tôi nói là tôi ít có nghĩ lắm ví dụ vậy đó cho nên từ cái chỗ đó mà phát sinh ra cho nên nó là gọi là tánh không tánh không hay là tánh thật nó gọi là thật tánh à. Nếu khi mà chúng ta biết cái điều đó đó, thấy điều đó đó thì gọi là kiến. Bởi vì cái kiến này không không phải không phải là có cái cái người thấy để thấy cái vật thấy. Nhưng mà tự cái đó nó là thấy. Bởi vì nó tự thấy, tự biết, tự sanh, tự diệt. Cái gì cũng tự nói cả. Không 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 có thêm cái gì vô đâu. À, khi mà chưa biết á thì chúng ta nó sanh ra cái muốn hay là cái rọi rọi ngầm ở trong cái tâm mình nó ở đâu nó là cái gì mình tự hỏi như vậy đó là khi chúng ta chưa thấy còn khi nếu chúng ta thấy rồi thì chúng ta không có hỏi nó là ở đâu nó là cái gì hay là nó như thế nào màu sắc hay là khối lượng hình lượng hay gì chúng ta không có hỏi cái đó nữa bởi vì khi chúng ta biết thì chúng ta không có tìm, không có không có thấy và không thấy. Bởi vì lúc nào nó cũng như vậy thôi. Yeah. Cho nên khi mà chúng ta biết cái đó thì tự nhiên cái tư tưởng của chúng ta nó dừng, <laughs> nó gọi là không vọng tưởng, hết vọng tưởng. Khi chúng ta hết vọng tưởng rồi thì chúng ta là thấy vọng tưởng, tức là cái đó nó thấy, cái đó nó vừa không mà nó vừa thấy chứ không có con mắt chúng ta thấy đâu con mắt chúng ta thấy bên ngoài thôi chứ không thấy bên trong ở trong lòng ở trong cái gì nó xanh cái gì thì chính nó thấy cái kiến đó nó thấy cho nên gọi là kiến tánh nè. mà kiến tánh thật sự cái kiến mà nó tròn đầy đó chính nó là phật ừ. Bởi vì tâm cũng không ngoài cái tánh đó Nói tánh là nói cái đặc biệt của cái, cái không tánh, vô tánh hay là thật tánh này kia đó Còn chữ, chữ tâm thì nó ít có so sánh hơn Nhưng mà cái tánh đó chính là là tâm Nói tâm tức là cái cái chỗ mà nó không có so sánh, không đối chiếu, không có rọi Còn nói về tánh tức là nó... nó, nó nó, nó cọ sát nó nó rọi âm thầm để nó biết cho nên chỉ chừng một chút xíu như vậy đó nếu mà chúng ta có có thể à, nghĩa là xác định được đó thì tự nhiên chúng ta sẽ sanh ra rất nhiều cái 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 cái, cái, cái lực của trí tuệ cho nên người ta nói thường thường nó kiến tánh nhưng mà không có ai không có ai nghĩa là vạch ra hoặc là nói cái tánh đó như thế nào cái tánh đó là cái tánh thiện tánh ác tánh xanh tánh vàng tánh đỏ gì không có nó không thể nó không thể phân biệt được bởi vì cái tánh đó là gọi là nguyên tánh hay là tự tánh ngày xưa tôi có quen một cái thầy đó tên là thầy nguyên tánh ừ. À, tôi cũng có, có, có thoáng xa qua nghĩa là nghe cái danh từ này nói thầy nguyên tánh tức là thầy phạm công thiện ông là dạy trước tay ở đại học vận hành à, đó là lâu lắm rồi à, cho nên do như vậy cái 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 chúng ta nói tánh thường thường chúng ta tưởng đâu có một cái tánh gì đó nhưng mà cái 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 tánh này thì nó không có tánh nó vô tự tánh Cho nên nó gọi là Phật tánh Tức là cái tánh giác nó chỉ biết thôi Nó và nó tự biết Và nó tự không Nó tự có Chúng ta nói có Khi mà biết thì chúng ta nói có là đúng Còn chúng ta nói không Thì nó là không có tướng gì hết cả Cho nên nó khó cũng đúng Mà nó không cũng đúng mà nó tánh cũng đúng mà nó tâm cũng đúng. Nó là chính là cái đó. Thành khi có hiểu biết cái đó rồi thì nó giúp cho con người đó nhìn thấy rõ ràng tất cả cái 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 ở trong lòng của mình nó khi sanh ra cái gì mình biết hết. Ví dụ một niệm mà sanh ra mình biết. Một niệm thiện mình biết, một niệm ác mình biết. À, hay là nó có cái hướng tưởng tư tưởng nó đi về cái chỗ nào chúng ta biết hết. Ừ. Nếu mà lúc đầu ấy, thì nó sanh lên, rồi mới biết hoặc là có khi chúng ta nhắc thời chúng ta đột nhìn thấy thấy mình đang mình đang nghĩ đang tưởng đang có gì đó chúng ta thấy mình đang cũng như nói đang vọng tưởng hay là chúng mình đang suy nghĩ. Ví dụ như chúng ta nghĩ nó nó sâu quá, nó đậm quá, nó nó nhiều chuyện, nó ồn ào quá thì chúng khi nghĩ một hồi thì thì người ta thở dài, người ta nói thời nghĩ hoài mà không được. Chúng tôi đương suy nghĩ đây, đương ngồi cô quán tưởng suy nghĩ đây. Nhưng mà nói như vậy khi nói thì là không thấy. Chúng ta biết trong lòng còn còn cái người thấy thực sự là lúc thấy nó không có cái nói. Mà khi thấy chính xác rồi Thì dù nói không nói Nó cũng đúng thôi Còn nếu thấy không chính xác Thì nhiều khi mình còn nghi ngờ Mình sanh nghi ngờ Mình nói mình thấy tánh Chứ đâu có tánh đâu Đâu có thật đâu Và nhiều khi Mình thấy thì mình không nói được Bởi vì mình nói ra Có thể là nó sai Hoặc là mình sợ sai Hoặc là mình không tin chắc cho nên nó là không có ở trong một cái, cái cái cố định một cái một cái tướng gì có thể xác định được bằng cái từ ngữ bằng cái ngôn ngữ cho nên do như vậy chúng ta cái 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 kiến tánh này nó rất là quan trọng nên nó quan trọng nó thật sự chứ đây là tôi cũng nói có thể là tôi nói lần đầu nhưng mà tôi chỉ nói ở đây thôi. Bởi vì ở đây không có ai cãi. Họ có có cãi hay là họ có phản bác thì họ ở đâu họ nói. Còn họ họ, họ đối diện với tôi thì tôi trống. <laughs> tôi nói tôi không biết, tôi nói vậy chứ tôi không biết. À. nên mình biết cái đó thì mình có thể uh, viết ra một vài cái đoạn văn hay là một cái bài kệ nào đó mà nó có ảnh hưởng đến cái thấy đó. Ví dụ như uh, tôi viết cái câu mà lặng dừng trong cái lặng im. Hư vô sau cái nỗi niềm trôi qua. Chìm sâu trong cái muôn màu nghe ra ảo mộng bên cầu tư duy lặng nghe hay là lắng nghe những cái thầm thì cái đang là đã có gì nữa đâu không ta không cái tâm đầu không hình khái niệm không màu thời gian không đi không đến không tàn không còn không mất không quan mang gì trời vô vi đất cũng vô vi bởi vì tại sao mà mình viết được những cái điều đó cái điều đó, những cái loại đó cái loại ngôn ngữ đó không phải là nghĩ ra mà viết mà phải thấy mới viết được cũng như ở trong cái cái im ở trong cái không là gì hết cả đó trong cái thấy đó nó thấy nó thấy khi mà dừng lại tâm dừng hay là bất cứ tính dừng hay cái gì mà nó có cái ngưng trụ đó, lặng dừng cái dừng trước cái dừng nó ở có đã có cái im rồi có cái tự 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 cái 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 chỗ dừng hay là cái chỗ chuyển động nó cái động đó. nó thật sự cái tự tính nó im tự mình nói thôi chứ nó không có nói cũng như sự vật nó không có nói mà mình nói cho nên bây giờ mình dừng mình dừng lại nó nhập với cái im đó lặng dừng trong cái lặng im ừ trong sự lặng im đó nó nó làm cho mình biết phải dừng vào lúc nào và cái hư vô đó cái hư vô là sau cái nỗi niềm trôi qua tức là sau tất cả những cái tâm niệm hay là bất cứ một cái gì đây là nói cái tuyệt đối nghĩa là vô tướng vô 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 nghĩa là không có thấy không mà không có thấy sắc còn thật sự ra nếu mà thấy cái tánh mà như nói như thế này đó thì thấy cái không nó cũng là cái có cái tướng nó cũng là hư vô chứ không phải là hư vô là cái sự trống rỗng trong suốt không có gì nếu mà nói về tánh thì nó không có gì thật nó đúng là ở trong tánh nó không có một cái vện không có vết nghĩa là một cái cái khái niệm nào hết cả nó tuyệt đối không có chứ nó không thể nói là tương đối đây là tuyệt đối bởi vì tương đối thì người ta sẽ sanh nghi hoặc là sanh đúng sanh sai còn cái tuyệt đối thì nó biết thì biết còn không biết là nó không biết à. cho nên nó thấy cái 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 cái, cái dừng đó là nó thấy vừa động vừa tĩnh vừa trước cái dừng vừa sau cái dừng cho nên nó mới nói là lặng dừng trong cái lặng im à. còn nói về hư vô đó tức là nó nói trước cái 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 chuyển động mà nhìn trước cái chuyển động nhưng mà trong cái chuyển động nó cũng là hư vô hư vô sau cái nỗi niềm trôi qua à. chìm sâu trong cái muôn màu cái chữ chìm sâu này nó hơi khó biết một chút là bởi vì tất cả cái màu sắc cái màu sắc đó thật sự nó nói lên cái tướng sắc chúng ta chỉ thấy màu sắc thôi chứ thật sự chứ trong cái màu sắc nó có một cái kinh nghiệm một khoảnh khắc rất nhanh chóng nó biết đó là cái tướng nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta chỉ thấy một bề mặt thôi cho nên chìm sâu trong cái muôn màu, cái cái chìm không phải là không phải là có cái người chìm, có cái tự tánh chìm, nhưng mà tất cả cái thế giới nó đều chìm trong chính nó, nó là chính nó, nó im lặng, nó là một cái niềm im lặng vô thủy vô chung vô biên, nó không có nói vậy cả. Nếu mà chúng ta thấy được cái im lặng đó thì tức là chúng ta biết im lặng bởi vì mình thấy cái im lặng của vạn vật của vũ trụ tức là mình đang im lặng tức là mình sẽ ngộ ra cái im lặng đó cho nên nó lặng dừng trong cái lặng im hư vô sau cái nỗi niềm trôi mau bởi vì sau tất cả những cái 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 có và cái không cái cái cái, cái ồn và cái cái lặng tất cả cái tâm niệm đó sau tất cả tâm niệm đó thì nó là hư vô nhưng mà khi mà người ta đạt được cái hư vô rồi đó cái vô rồi cái không rồi đó thì ở trong cái tướng mà gọi là tương đối ở hình thức người ta cũng thấy nó hư vô cho nên nó chìm sâu trong cái môn màu nghe ra ảo mộng bên cầu tư duy cái này á thì thực sự là nó là cái đăng là ví dụ một người mà nghe có cái tính nghe biết được cái nghe rồi đó thì thì thực sự ra tất cả bởi vì để cho người ta thấy rằng cái đó nó không thật cái đó là mộng mị tất cả thế giới này nó là hư giả nó là trống không nó là có những cái sự rung động mà nó kết nối trở thành vật và ở trong cái sự rung động trong cái sự chuyển tiếp đó thật sự nó trống không nó trống không trong khi nó đang chuyển động cũng như một cái vòng lửa mà nó xoay nó xoay và nó chuyển động như là một cái tia sét thì nó nó không nó trống rỗng bởi vì trong cái động của nó Nó không phải là có có bậc thang Có từng thứ lớp gì cả Nó cũng như không Mà nó động Cho nên nó chìm sâu trong cái muôn màu Vì tất cả màu nào đó Nó là màu nói Cái muôn màu Nó có thấy khác Nhưng mà đồng thời cái tâm Nó không có nghĩ khác vì cái tâm không nghĩ khác cho nên nó cũng không thấy khác nhưng mà nó biết khác, cũng như con mắt nó thấy sai biệt nhưng mà nó là cái tâm nó là không có sai biệt, cho nên mình mới nói là không chấp sai biệt hay là không chấp tướng. Không phải là nó thấy không có tướng nhưng mà cái thấy đó nó không sanh ra cái kiếp thời gian, nó cái hình tượng và nó không sanh ra cái cái sự so sánh cái sự đối chiếu cái sự phân biệt nó không sanh ra cái tương đối của của cái thấy cái biết cho nên nó chìm sâu trong cái muôn màu nghe ra ảo mộng bên cầu tư duy ví dụ người ta nói một cái gì đó cái rồi mình nghĩ lại lúc đó không biết làm sao mà mình nói lung tung hoặc là mình nói những cái điều mà không đáng nói, mình nói những cái điều đó do mình nóng giận, hay là do mình thích thú hoặc là do mình muốn biện hộ một điều gì, hoặc do mình muốn nhắn tin một cái gì, thông tin một cái điều gì, hoặc là từ chối một cái gì, hoặc là bài tỏ, hoặc là phân biệt. thì thật sự cái khi mà mình biết đó thì bắt đầu mình thấy mình thấy cái nguyên nhân cái nguyên nhân mình chối từ mình phân biệt mình muốn tranh biện hay cái gì đó mà tất cả cái muốn đó thật sự là nó trống rỗng nó bên trong nhưng mà nó lại phát sinh ra cái ngôn ngữ cái tiếng lời để mà biện biệt để mà nói năng cho nên cái lúc đó mình thấy một lượt mà mình thấy hai chiều mình vừa thấy cái âm thanh cái âm thanh mà mình thấy cái không âm thanh mình vừa thấy tướng mà thấy cái không có tướng, mình vừa thấy cái cái, cái hiện hữu cái hiện tượng mà mình vừa thấy cái cái chỗ phát sanh, cho nên cái chỗ phát sanh tồn tại và biến mất mình thấy một lượt, đó là cái kỳ diệu của cái người mà thấy tánh. Đó. Nghĩa là như vậy là chúng ta thấy cái phi thời gian trong một sự vật hiện tại đó, chúng ta nếu nghĩ ra một điều gì đó thì mình nghĩ là cái này bao lớn nó hình thành từ bao lâu hoặc là cái gì cái gì đó chúng ta nghĩ cái có một cái sự cái 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 có một cái hình lượng và có một cái chiều đo trong cái 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 không gian đó cái sự kéo dài của ảo giác đó nó thành ra một cái cái không gian hình lượng và cái, cái tính chất chúng ta so sánh đối chiếu mà nói nó, nó là cái thời gian còn cái cái thấy cái thấy tánh này không có thời gian và cũng không có không gian bởi vì nó không phải là thấy cái đối tượng không có cái đối tượng để thấy chính là cái thấy nó là vừa 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 tâm mà nó vừa là thấy cái thấy đó cho nên cho nên cái thấy này nó lạ là nó nó thấy bằng với cái không thấy cho nên nói thấy có thấy không thì mình nói thấy nhưng mà mình không phải thấy không phải giống như người ta đang thấy đâu còn có một người họ hỏi nếu mà muốn có một cái lý khác hơn giúp đỡ cho người ta thì nó không thấy thì thật sự không thấy thật ví dụ bây giờ mình thấy một cái gì đó mà mình ngưng thần định ý lại đi, mình đừng có nghĩ ngợi, thì cái thấy đó nó bằng với cái không thấy là bởi vì nếu mà thấy cái đó và không có cái tướng đó đi thì cái mình vẫn thấy, cho nên nó gọi là cái thấy mà thấy không. Còn nói cái không á, là không có không có chấp vào cái thấy, không chấp vào cái thấy tức là cái tánh thấy, cho nên gọi là thấy tánh thấy tánh tức là không gọi là tướng nó khóc hơn tướng nhưng thì gọi là tánh nhưng mà nói nó thấy tức là có cái gì để thấy tức là nó có cái tướng thấy nhưng mà cái tướng đó nó là không có vật chất không có hình lượng không có khối lượng không có màu sắc không có âm thanh không có gì cả cái không như vậy mà lại thấy còn dù đương thấy nữa nó vẫn không có cái gì Đó là thấy cái thực tánh Chứ không phải là thấy cái tướng trạng Cho nên nó gọi là thái tánh Thái, thái tánh đó là do cái cái tâm giác Cái tâm tĩnh lặng có cái sự Cái, cái tính giác nó mới thấy được Chứ không phải chứ không phải là là thấy không phải là do cái cái biết. Bởi vì cái biết thì thường thường nó nó cũng nó nếu mình nói ở một cái mức tinh vi gì đó thì nó cũng không có tướng. Nhưng mà ở trong đó nó ngầm nó có cái cái tướng biết. Còn nói về cái chữ giác á. À, chữ giác thì tự nhiên nó không biết, biết hay không biết gì nó nó cũng giác giác là tự tự biết cái tự biết đó, biết tự biết thấy tự thấy đó gọi là giác, nhưng mà không chấp vào cái chỗ đó, cũng không chấp cái nguyên nhân khởi ra cái cái, cái giác đó thì gọi là ngộ. Nghĩa là không chấp tức là không thấy, không sanh ra một cái nải niệm phân biệt một chút xíu nào ấy cả. Thì cái đó cái đó giống như mình 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 biết nhưng mà mình cũng không thấy rằng cũng không không thấy được cái biết cái chỗ nào hết cả không có cái chỗ nào để làm căn bản mà để cho mình biết hay là cái tướng biết hoặc là cái tâm biết cái gì đó nhưng mà mình biết cái biết này cái nó ở trong một cái tính chất vô vi rất nhiệm màu cho nên cái này gọi là giác cái giác mà trong khi nó vượt qua cả cái cái tướng của tưởng tượng dù dù cái tưởng tượng đó nó li ti nó nhỏ như là bụi trần như là hư không đi nữa nó cũng không có cho nên biết rõ như vậy thì gọi là giác gọi là giác nghĩa là giác chính nó cho nên nó là ngộ là là giác là cái đó nó giác không phải là mình giác hay là là có một cái nghĩa gì đó mà để nó làm cho mình giác mình biết. Nhưng mà nó là cái 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 thấy biết đó là cái giác. Cho nên từ tự, tự nó chỉ có một từ và cái từ đó nó cũng trở thành không đi luôn, cho nên nó gọi là ngộ. Bởi vì tất cả cái không đó là cái lực của tâm. Dù nó không phải bên trong ở bên ngoài hay bên trong gì đó nó cũng tâm mà không bên trong không bên ngoài bởi vì cái biết nó không có không gian thời gian vậy. Cho nên chắc chắn nó như vậy. Cho nên cái đó gọi là ngộ. Cho nên người ta không có thể định nghĩa ra được. Nhưng mà định nghĩa ra đó thì thật sự khó có chứng minh. Cho nên ví dụ như bây giờ tôi nói bây giờ đó <laughs> là tôi nói lén thôi. Hoặc là tôi nói ở trong nhà của tôi thôi. Chứ ai hỏi tôi nói, tôi đâu có nói với ai đâu. Tôi nói ở trong nhà tôi, tôi nói ở trong phòng của tôi. Ừ. Ừ. Bạn chấp nhận hay không chấp nhận, thì cái đó nó cũng vậy thôi. Ừ. 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 Cho nên do như vậy, tôi nói đó cũng là nói chơi thôi. Chứ thật sự cũng không, không có cái gì mà mình phải sợ hay lén hay này kia. <laughs> còn nếu mà mình mình có thể phân tách ấy, thì có cái khả năng phân tách có khả năng mà để đối chiếu thêm và mình có thể tạo ra những cái phân từ những ngôn ngữ để mà phân biệt cho cho nó rõ ràng hơn Đó. nhưng mà trừ trường hợp có cái người mà đối thoại hay là có cái người mà họ chưa biết họ muốn thêm vào những cái từ gì cho nó rõ ràng thì mình có thể tìm được những cái từ gần gũi với nó để mình nói lên à. hoặc là một người họ có cái sự phản biện thì tự nhiên nó rất ra... theo cái chỗ mà người ta phản biện đó tức là nó có cái từ để phản biện thì mình sẽ sanh ra cái ngược lại với cái cái từ họ phản biện đó mà mình đáp lại. Đó. Cho nên mới nói là cái 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 thấy nhờ cái thấy đó cái cái thấy đó cũng là cái tánh hai cái này thật sự ví dụ cái thấy thì nó vô tư và cái cái tính chất để cho xác định có thật thì nó là tánh nó khó hơn là cái vô tánh ừ. còn cái chữ phật này á thật nó gồm trong tất cả nó là giác nó là cái, cái 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 biết chứ không phải là bắt chước không phải học theo không phải không, không phải là nghĩ mà nói hay là à, cho nên nó không sợ là nói đúng nói sai nó không sợ là mình nói tặc hay, hay là mình được nói đúng hay là tất cả những cái ý đó nó không có được cho nên cái gọi là cái, cái thấy tánh đó là thấy tánh phật thấy tánh phật bởi vì chữ phật này không phải là của ai không phải là của ông phật đâu ông phật ông cũng không có cái này nữa ông không có cái tánh phật gì hết đó à cho nên còn chúng sanh thì thì nó có nhưng mà nó không xác định nó thành không có còn nói nói nó biết hay không thì nó có cái biết nhưng mà nó không thấy cái biết đó là gì cũng như nó thấy mọi việc như người người mà thấy tánh và người không thấy tánh người ta cũng thấy đồng nhau nhưng mà người ta cái chỗ mà xác định hay không xác định thì người không thấy tánh họ thấy nhưng mà họ không xác định được họ cũng không thấy hả? Có khi họ thấy trước mắt họ nhưng mà họ vẫn không không chấp nhận. Bởi vì họ nói đâu có thấy gì đâu. Chắc chắn là họ nói tôi đâu có thấy gì đâu. Bởi vì họ không thấy là thật. Họ muốn tìm cái thấy mà để có cái tướng thấy thì không không sanh ra được, không sanh ra tướng thấy được. Nếu nó sanh ra một cái tướng gì thấy thì nó không gọi là thấy tánh bởi vì thấy tánh nó là không có tướng cho nên mới gọi là thấy tánh bởi vì cái thấy nó đã là tánh rồi mà nó xác định chính nó thì nó mới thành tánh cái tánh nó cũng giống như là cái kiến cũng như mình đeo cái kiến rồi cái kiến đó mình nhìn mình thấy nó phong đại hay là nó nó sanh ra cái, cái 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 vừa với cái hình thấy hay cái gì đó thì từ cái, cái chỗ kiến đó ừ. mà nếu mình là cái kiến đó thì mình sẽ không cãi nó sau cũng đúng với cả bởi vì nó là như vậy đó à. cho nên cái chỗ này nó gọi là kiến tánh thật. Ừ. cho nên kiến là thấy ừ. còn cái tánh là cái cái mà được thấy cũng giống như mình lo à, thấy cái không thấy không tánh thấy cái không thật sự cái không nó không thể thấy được cái không nó nó đối với cái vật chất thì chúng ta thấy cái khoảng không khoảng trống hoặc là không có suy nghĩ không cái gì đó thì mình nói là thấy chứ nó không thể thấy bằng cái tướng thấy ừ. nhưng mà nhưng mà nếu mà cái người giác ngộ thì cái cái không đó là có chứ không phải là không có bởi vì nó có là bởi vì khi nó giót ra nó thấy không à, cũng như giót, còn trước kia cũng cái đó nhưng mà nó mê thì thì nó nó không có không phải hay không đúng hay là không biết thật sự không biết là đúng à, chứ không không phải hay là không có thì nó không có cải được cho nên không biết không biết và biết à, nhưng mà khi nó không biết ra thì nó thật sự nó đã đã biết bởi vì nó biết nó cứ nói không biết không biết là nó biết cái không biết thì nó cứ nói không biết bởi vì chính cái không biết đó là cái thật nó không có cái tướng gì để biết nó không có cái âm thanh hay cái cái gì mà biết và hàng ngày nó biết là nó biết về hình tướng này nó biết về cái tên gọi này nó biết về cái tính chất uh, âm thanh nghĩa là có 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 tiếng có từ, nghĩa là có màu sắc, hay có khối lượng, có hình lượng, hay có một cái gì đó để nó đập vào cái cái con mắt và cái cái suy nghĩ để xác định cái đó, cho nên gọi là cái biết. Còn ngoài ra nó không có cái gì đó. Thì thì cái tánh tánh biết tự nhiên nó nó là vô tánh, nó là không tánh. À. Cho nên nó nó biết nó cũng bằng với cái không biết nhưng mà nó là không có cái không cho nên nó nói nó là không biết nó nói tôi đâu có biết đâu khi mà nó nói tôi đâu có biết đâu tôi không biết thật sự là nó biết nó biết nó mới nói vậy chứ nó biết nó mới nói tôi không biết cho nên nó không biết thì nó làm sao nó nó không biết được nhưng mà nó nói tôi không biết tức là nó có cái không biết đó nó đã nó đang thấy cái không biết đó nhưng mà bởi vì nó sanh ra một cái chút xíu nó giống như cái nghi hay là cái, cái không hiểu không biết cái đó là gì thì nó nó không biết nhưng mà cái không biết nó cũng là cái đang thấy đang thấy cũng như nó đang thấy nó nó không có gì nó đang tìm kiếm nhưng mà nếu có gì thì nó đã nói cái có gì rồi mà nếu nó không thì nó cũng nói tôi thấy không nhưng bằng nàng này nó nó không thấy nó không nói về cái thấy nó không nói về cái không thấy nhưng mà nó nói tôi không biết nghĩa là tôi không biết cái gì cả cho nên chúng ta nếu mà trong một từ đó chúng ta đi sâu vào cái 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 thức mà động vào cái âm thanh đó thì chúng ta biết rằng mọi người đều biết hết cả mọi người đều có hết cả cho nên trong kinh nó tất cả chúng sanh đều có phật tánh nhất thiết chúng sanh giai hữu phật tánh Phật Tánh tức là thật sự là Tánh Biết chứ không có gì. Tánh Biết, Tánh Giác, Tánh Sáng. Có thể nói theo cái chiều hướng, nghĩa là gọi là trung bình thì nói là Tánh Giác. Giác là Phật, Tánh Giác là Phật. Chứ Phật đó nó không lớn, không nhỏ, không có hình tướng, không có âm lượng, không có cái gì hết cả. Nhưng mà nó không bao giờ mất cái đó. Con người nó không bao giờ mất cái Phật Tánh. Cho nên nó là gọi là một người dốt nát Một người ngu si thế nào cũng có Phật tánh Mà thật sự vậy nó không thể không có Bởi vì không ai mà không có cái biết Cái biết cũng là cái thấy đó Nó nói tôi không thấy tôi không biết Nếu nó không biết nó đâu có nói được đâu nhưng mà khi nó nói vậy là nó nó có cái gì đó nhưng mà nó không có đưa cái đó vào cái điểm mà nó có ừ. nhưng mà nó chỉ nó lại đưa cái điểm vào đó vào cái nghi ừ. chứ cũng không phải là xác định à, cho nên nó nó từ chối ừ. nó từ chối để nó 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 gọt qua cái gì mà nó biết nếu nó không có cái gì thì nó lấy gì nó từ chối cho nên cái chỗ này là cái chỗ chúng ta đi Mọi người đều thật sự nó Nó có một cái gì rất vi tế Họ đều biết hết Họ đều thấy hết Nhưng mà cái người thấy mà phân biệt khóc Cái người thấy không phân biệt khóc Cái người thấy mà lưu ý khóc Cái người thấy không lưu ý khóc Mà cái người không lưu ý nó nhẹ Người không lưu ý nó nặng Cái người không lưu ý nó như hư không Thì thật sự Người ta tưởng là người ta không thấy Nhưng mà người ta thấy hết cái người mà không lưu ý nó nó trống rỗng nó như hư không nó, cái đó dễ giác ngộ hơn là cái chấp tướng bởi vì sao bởi vì nếu chúng ta hiểu được cái đó rồi thì cái tâm nó tự tự động nó thanh tịnh thôi chứ không phải là chúng ta làm cho nó thanh tịnh nó tự tự động nó vô niệm thôi chứ không phải làm cho nó vô niệm mà thấy cái đó rồi thì tất cả bởi vì cái đó là cái không thể thấy không thể thấy bằng cái cái tính chất tướng trạng hiện hữu mà nó là một cái thấy của cái 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 chưa khởi đầu cái nguyên lý cho nên từ cái thấy đó mà nó thấy lại tất cả mọi cái rất là rành rẽ rồi từ cái thấy đó nó mới nó mới nhìn được bên trong bởi vì bên trong nó cũng không thể thấy gì nhưng mà nó thấy cái không thấy gì chứ không phải là nó nó thấy cái không thấy gì rồi từ từ cái tâm đó nó sanh ra niệm sanh ra vọng sanh ra cái đậm chỗ này chỗ kia thì tự nhiên nó cảm xúc cảm giác nó biết được nó thấy bằng thọ bằng tưởng bằng hành bằng thức tất cả nếu không có thì nó không thấy cho nên cái điều đó là nó cho nên mỗi con người đó thật sự nó nói đúng là họ có căn bản ấy họ có căn bản cho nên đức phật nói đừng có khanh khinh có đừng có khinh người khác đừng à, hãy nói là tôi không dám khinh ngài ngài sẽ là phật cho nên à, thường bất khinh ông kinh pháp qua đó ông thường bất khinh ông đi đâu ông cũng nói như vậy ông cũng lễ lại có tất cả chúng sanh đều Phật, bởi vì ông thấy cái đó ông thấy đó trong tất cả mọi cái hoặc là ông tin cái điều đó tin thì nó cũng bằng như là gần thấy bởi vì nếu đứng về phật tánh thì cái thấy nó có thể nó như không thấy mà không thấy mà có có thật thì nó như thấy không thể lấy cái tướng mà nó thấy cho không bởi vì cái tướng này là tướng thấy chứ không phải là cái tướng của vật chất cái tướng của hình dạng cho nên không có lấy cái hình dạng cái tướng đó mà so sánh được Cho nên tôi nói trình bày cái điều này đó Thì có Phật tử hay có vị Nga hãy tự xét lại ừ, Xét lại ừ. Khi tôi nói điều này là tôi nói cái điều mà tôi đang nói đó Cho nên cái điều này nó không có ngã hay là không có vô ngã dễ hết Nói như vậy đó Rồi có vị mà khi xét thấy đó Thì thấy cái điều tôi xác định đó ở trong chính mình. Cho nên có vị cũng không nói là có vị tự tự hào tự cho là thấy hay là không thấy. Có vị cũng cũng không có bị cái lỗi đó. Bởi vì trong khi thấy những cái khác có tướng thì bữa nói là cái này có hay là cái này không, cái này đúng hay là cái này sai. Còn thấy không tướng thì nó sẽ có nghi hay là không nghi, hay là biết hay là không biết. Còn, còn cái thấy này nó tránh cả hai nó không có tướng và không có vô tướng à. cho nên do như vậy có vị bởi vì nói điều này thì thì nói ra vậy thôi chứ thật sự trong khi mà tôi cũng không có ý muốn nói hay là tôi cũng không có ý cố nói bởi vì nó không có cái điều đó nó không xác định đi trước mà nó có trước chứ không phải là nó không phải là tôi xác định nếu tôi xác định tôi có điều đó thì tôi nói gọi là muốn nói từ cái điều đó nó thấy phải thấy đúng cho nên nó muốn còn cái điều đó nó không thì không lấy gì mà nói cho nên nó không có muốn và cũng không có không cho nên khi có vị mà nói cái đời điều đó trúng thì thì có vị coi như nó trúng còn có vị nói điều đó trật thì nó coi như nó trật cho nên cái chữ trật hay là chữ trúng chữ đúng hay là chữ sai thật sự nó không chỉ vào cái này nổi bởi vì cái này nó nó không có cái cái tính chấp chấp nhận chấp hay là phủ nhận nó không có cái tính chấp thật hay giả nghĩa là nó tôi không nhớ như người ta nói ly có tướng gì đó tuyệt nghĩa là bách phi tứ tướng bách phi gì nó cũng được cho nên cái loại thấy này là cái loại mình thấy mình nói được nhưng mà mình không không có thể chỉ ra được cũng như thấy nó giống như thấy trong mộng mà chúng ta thấy trong mộng không phải là không có nhưng mà muốn chỉ thì không được bởi vì mộng có thể cái người mộng có thể thấy được nhưng mà thật sự mộng nó là không có thật không có thật nhưng mà nó có với cái người thấy cũng như cái tánh nó cũng không có thật nhưng mà nó sẽ có với người thấy à. vì vì thế cho nên cái người thấy đó họ có thể có khả năng chấp nhận hoặc là quan hỷ khi mà người ta nói à bạn nói cái đó trật rồi bạn nói cái đó không trúng đâu thì người ta cũng không có không có bất mãn bởi vì người thấy đó nó có cái khả năng từ cái thấy thật nó không có bắt mạng, nó không nói rằng à, cái người nói đó là sai, còn cái người nói đó là nó họ đúng thì có khi cái, cái 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 hữu của họ nó nói như vậy ừ. cho nên chúng ta cũng không thấy là người đó ghê gớm gì. Đúng Nhưng mà một người mà có cái đức tin một người mà có cái tâm yên tĩnh và thấy quan trọng quý giá đó thì thấy cái người nói là quan trọng còn cái người nói như thật họ nói như thật họ biết như thật họ thấy thì họ không quan trọng vì họ không quan trọng cho nên cái điều đó nó không thể mất được bởi vì nó không phải cái cái chỗ mà người ta phủ nhận mà nó nó mất đi mà không phải cái chỗ người ta chấp nhận mà nó tồn tại nó vượt qua cái chỗ đó mà nó không rơi vào cái cái, cái tính chất đối đối chiếu hay là so sánh gì cả cho nên khi thấy điều đó đó nó làm cho con người đó tỉnh táo hơn và chính từ cái thấy đó nó nó rọi xung quanh thì nó thấy cái xung quanh rõ ràng nếu nó rọi xa thì nó thấy cái xa, nó rọi gần, nó thấy gần. Nó rọi tới cái chỗ nào thì cái đó nó nó thấy. Nhưng mà cái thấy mà mà như như đời sống riêng tư đó, cái thấy mà ngành nghề ha học hoa đồ này kia cái biết đó thì khác Khắc cái này cho nên không thể nói là tôi thấy cái, cái ở dưới lòng biển hoặc thấy trên hư không hoặc thấy trong rừng sâu hoặc là thấy như là mổ xẻ đó thì không phải như vậy bởi vì cái thấy này đặc biệt nó để cho con người đó có cái cơ hội nhẹ bớt đi thoát bớt đi ly bớt đi và trở thành không khi mà thấy đó nó nó từ từ nó sẽ sanh ra cái cái tính chất con người mình nó trầm lắng hơn nó nhẹ nhàng hơn nó trống rộng hơn và nó không có cái chấp nhận hay phủ nhận vậy cả ví dụ người thấy họ nói tôi thấy như vậy mà người ta nói bạn không phải thấy đâu bạn nói chặt rồi này kia thì cái người này họ cũng không có bực mình bởi vì sao bởi vì cái, cái chỗ này cái người kia có khi họ nói trúng nhưng mà họ không có thể nói mình sai được bởi vì mình không có cái sai nếu cái người đó không có cái sai thì cái người ta không người ta nói sai là người ta nói cái gì đó của người ta thôi cái, cái chỗ người ta thấy sai chứ không phải là chỗ mình sai mà cái chỗ thấy sai tức là cái kiến chiếu nó sai ừ. là cái bởi vì ở đây là lấy cái kiến kiến đó là tánh mà kiến tánh còn người kia nếu mà họ nói sai tức là họ chưa vào cái chỗ kiến tánh ừ bởi vì kiến tánh thì cái tánh kiến cái tánh cũng là cái kiến cái thấy thấy mà không thấy cho nên cái tự nhiên tôi thấy tôi có lẽ là tôi phấn khởi hoặc một khái niệm nào đó cho nên đưa cái đó ra như là một cái đề tựa để mình nói chuyện nói chuyện nhưng mà ở đây không phải là cái chỗ phân tích cho nên nếu các bạn mà có thích phân tích thì thì cũng phân tích được thôi. Nó cũng không có trở ngại gì hết cả. Cho nên cái đề tựa này nó gần như là nó phủ nhận luôn. Nó phủ nhận luôn chính cái chủ đề của nó. Bởi vì cái, cái kiến tánh này thật sự à khi mà có cái kiến tánh này nó không phải là của ai bởi vì cái người thấy đó nó sẽ nó sẽ vượt qua cái cái tự ngã ừ. nó có lạ lùng là ví dụ như mình thấy một cái gì đó thì mình sẽ lá thấy có người thấy còn mà thấy cái cái tự tánh này thì nó là không có người thấy bởi vì khi nó thấy như vậy là nó tan mất cái cái cái, cái người thấy rồi nó làm như cái người thấy này nó chết đâu mất rồi ừ. Cho nên do như vậy Người ta nói rằng người này thấy Hay là người này không thấy Thì 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 cái người thấy nó chỉ còn có cái chữ thấy thôi Còn nó cắt bớt đi Nó cắt bớt cái người hay là không người Hay là cái cái động của cái thấy hay không thấy Nó nó không quan trọng Bởi vì cũng như nói tôi thấy hư không Thì người nói à, thấy trúng cũng được Mà họ nói thấy hư không là sai cũng đúng mà họ nói có người thấy cũng đúng và họ nói không người thấy cũng đúng bởi vì không người thấy thì sẽ không thấy mà có người thấy thì cái hư không nó cũng không phải là cái thấy như người ta tưởng thấy hư không thì cái, cái thấy này nó là nó ngầm nó biết một cái gì đó không thể so sánh được không phải là cái hư không này mà đem so sánh với với vật chất thì nó là cái khoảng không, nó là cái không vật lý. Còn cái không mà nó tôi thấy không gọi là tánh không á thì không so sánh được. Không so sánh được. À. Mà trong khi cái người thấy thì cũng không có đem mà so sánh với người khác rằng người tôi thấy người đó không thấy. À. Cho nên cái thấy nó chính thức đó thì mình thấy nó giống như tất cả mọi người đồng thấy cũng như tất cả cái vật chất nó bằng nhau, cái này mình thấy nó nó vô tự tánh thì cái khác cũng vô tự tánh, cũng như mình thấy một cái cái vẻ đẹp mà nó 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 thuộc thì về thấy về về cái sự thật á, tức là con mắt nó tự nhiên nó thấy mọi cái mà nó không có phân biệt, không có so sánh, không đối chiếu ở trong tâm nó không có một cái gì thay đổi hết cả mà nó thấy như thật thì cái vẻ đẹp đó nó ở trong tất cả nếu nói về hoa nó ở trong tất cả loài hoa nói về cái, 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 cây trầm thì trong tất cả cây trồng hay bất cứ cái gì nghĩa là nó thấy được cái như thật nó thấy như thật nó thấy như thật nhưng mà nó nó khác hơn trong cái đăng là đó nó có cái hồn mặc dù cái cái hồn cái 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 tính chất mà nó nó làm cho mát mẻ vui tươi thanh bình trong sáng đẹp đẽ của một cái bông hoa đó nó khác hơn là một cái cội cái gốc rễ của nó hay là cái thân cây của nó hay là so sánh cái gốc nó khác nhưng mà ngược lại cái người thấy đó nó là biết cái không nói khác không tâm không thấy khác nhưng mà nó có một cái sự phản ứng của cái niềm vui của cái sự phấn khởi của cái sự nhẹ nhàng hay là của cái tầm nhìn nó được thanh lịch hơn thanh bình hơn trong cái thấy thì cũng một cái đó thôi tự nó cảm ứng gọi là cảm ứng phát sanh chứ không phải là có có cái cái chủ thể hay là để đối diện với cái khách thể mà sanh ra thấy nhưng mà nó có cảm ứng bởi vì mình có cái bộ phận cảm ứng cho nên nó cảm ứng nó cảm cho nên nó biết ứng là nó biết nó nó biết là tùy theo cái cái chỗ nói đó được thì nó nói nhưng mà cái chỗ nói ra đó thì nó thuộc về cái phần ngọn cho nên người nghe chấp nhận và không chấp nhận thì nó cũng bằng nhau thôi cho nên chúng ta nói cái điều này nó rất lạ là chúng ta nói điều này nó không có kết thúc được nó cũng không có khởi đầu được, nó không nói cái này đúng cái này sai được, không ai bắt được cái này là đúng cho nó là đúng mà mà bắt cái đúng đó là sai. Bởi vì sai, cái người này nói ra thì phải nói ra những cái rõ ràng hơn, nói ra cái dễ hiểu hơn, hay nói ra cái cái chỗ màu sắc hay bất cứ khối lượng hình lượng gì đó, thì thật sự không phải là cái lấy cái cái đó mà để nói cái người này sai thì không thể bắt nổi bởi cái người này nói nhưng mà không phải cái đó còn nếu không lấy cái đó thì là không có chỗ để bắt bẻ được cho nên dù chúng ta bắt bẻ hay không bắt bẻ được cũng không thể thấy cái chỗ cái chỗ phật được bởi chỗ phật nó nó đảo ngược lại là phật tánh kiến hay là kiến tánh Phật ba cái từ này kiến là thấy cái tánh là một cái cái không vật chất cái thực và Phật là sự giác ngộ ba cái này có thể xoay qua xoay lại nó gần giống nhau Phật kiến tánh Phật hay là Phật tánh kiến hay là tánh Phật kiến hay là kiến Phật tánh nghĩa là chúng ta đổi sau nó nó thực sự nó nó chỉ cỡ một xíu chứ nó không sai kiến tánh phật là thấy tánh phật còn đổi ngược là phật tánh kiến là phật tánh cho nên nó thấy phật có tánh thì thấy còn tánh phật kiến cũng được cái tánh phật cho nên nó thấy cái tánh phật là thấy còn tánh đổi ngược là tánh kiến phật thì cái tánh thấy được phật ừ cho nên ba cái từ này chứ chúng ta đổi sao nó cũng nó lại xíu xíu thôi chứ nó cũng có cái, cái ý nghĩa của cái đó khi tôi, tôi 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 đã nói ra cái từ này bởi vì tôi tôi đang ở trong cái phòng tắm bờ cô ba ấy bữa nay nói cái chủ đề gì thì tôi không có nghĩ ra cái gì gì hết được cái tôi nói nói là tánh tiếng tánh phật không biết sao có lẽ là lúc đó tôi không thấy cái gì tôi không biết cái gì đã nhưng mà tôi có cái 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 cái, cái ý kiến đó trong cái tự tánh đó ba cái từ này thật sự nó chỉ nằm một từ cũng đủ chữ tánh cũng cũng đúng bởi chữ tánh thì nó không có tướng mà nó cũng không là cái tánh gì nữa trong tất cả tánh còn chữ kiến là cái thấy cái thấy là thấy thôi chứ không phải là thấy cái gì. Còn chữ Phật thì là cũng là giác nhưng mà nó rộng rãi hơn, nó trọn cái cái cái, cái nghĩa hơn. À, cho nên Phật là giác, cho nên nó nó sâu hơn, nó đúng hơn. Nó 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 không cần có cái con người thấy hay là nhân tính hay cái gì hết cả. À cho nên khi mà chúng ta nói điều đó đó thì cái tâm của chúng ta đó giống như là nó tinh tế hơn, nó 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 giảm bớt được cái cái trọng lượng, cái cái sức nặng của cái, cái cái lý, cái cái chân lý hay phi chân lý gì đó. cho nên cái lòng của chúng ta nó nó có một cái vượt qua cái có hay là cái không, cái đúng hay là cái sai, cái cái tịnh hay là không tịnh hay là bất cứ cái gì tương đối so sánh nó không có ừ. cho nên thấy là không thấy cái gì ừ. tánh thì nó không có tướng còn phật là nó giáp cho nên ba cái từ này đổi xuôi đổi ngược gì thì nó cũng được và chiết ra một ừ. từ thì nói Trời, còn chúng ta nếu mà chúng ta thắc mắc chúng ta nói thấy là thấy cái gì mới được chứ cái thấy nó không có thấy cái gì thấy cái gì là nó tạo ra cái khách thể có khách thể nào đó nó mới nó thấy cái gì ừ. còn cái tánh là nó nguyên cái tự tánh đó nó không phải là tánh gì không phải là tánh thiện không phải là tánh ác nhưng mà ai cũng có cái tự tánh đó rồi nó mới sanh ra thiện sanh ra ác ừ. sanh ra thiện bởi vì chúng ta học theo chúng ta bắt chước hoặc là nó có một cái, cái cái, nghiệp sanh ra cái cái thói quen sanh âm thầm sanh ra còn ngược lại nó cũng vậy cho nên cái cái cái, tánh nó 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 có thể nó nó không thay đổi và nó có thể thay đổi dù có thay đổi gì thì nó cũng ở trong một cái tính chất không vật chất còn cái chữ phật của mẹ chữ phật thì nó giáp giáp bất cứ cái gì nhưng mà cái nguyên lý thật sự là nó giót chính chính nó chính nó giác không có gì thì nó mới gọi là giác nó không có cái tướng giác mà cũng không có cái tánh giác không gì cho nên phật là viên mãn ừ. nó là cái chỗ trở lại gọi là như lai nè ừ. và nó nó biết được tất cả cho nên gọi là gọi là tránh biên tri ừ như lai ứng cúng chánh biến tri à, minh hạnh túc cái biết nó rất đầy đủ thiện thể là cái 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 lời nguyện sâu sắc ổn định đó là thiện thể thế gian giải có thể giải được tất cả cái nghĩa lý của trần gian thế sự vô thượng sĩ vô thượng sĩ phật thế tôn như lai ứng cúng trên miếng tri, mình hành tốt thiền tệ thế gian dạy vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn nó, nó có cái, những cái hiệu đó cái bậc trưởng phu có thể điều ngữ được đó. rồi tới phật thế tôn cho nên tất cả cái gì mà nó 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 tròn đủ đầy đủ cuối cùng thì nó là phật trong phật nó có tất cả nghĩa như vậy đó mà thành mình nói như vậy đó thật sự một chữ phật đó, thì cũng giải thích được hết rồi nhưng mà nó không giải thích thì không có cái biết được mình không thể đối chiếu ở trong cái tương đối của cái sống và cái cái chết được nhưng mà nói cái tới trần tánh thì nó nó mới có cái cái tự tánh và cái sai biệt tánh cái tự tánh là cái tánh của mỗi sự vật mỗi vật chất hay là mỗi tâm hồn hay là mỗi con người nó khó khó khác hết đó. nó đều có tự tánh nhưng mà trong cái tánh nó nó là không khác nó khác là vì nó đối chiếu thôi cũng như cái hư cái khoảng hư không ở trong nhà này nó khác hơn khoảng hư không ở ngoài ở ngoài sân khác hơn khoảng hư không ở trong rừng nó khác nhưng mà nó khác là bởi vì cái 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 cảnh khác chứ không phải là cái hư không khác mà nó nhân nơi cái 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 cảnh đó để nó nó vay xung quanh cái khoảng không đó thành cái khoảng không đó nó có lượng rộng hẹp hay là dài ngắn hay là cái thế nào đó nó dùng vào cái khoảng không đó nhưng mà chính cái khoảng không này nó mới có có ra được tất cả những cái 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 hiện tượng con người cũng vậy nữa chính cái không này nó mới sanh ra tất cả những những cái cái tâm trạng tâm lý hay là từ không này người ta mới sanh ra cái, cái gọi là Kém hay là trí Trí tuệ hay là ngu si Bởi vì những cái này là những cái pháp Cũng như nước Từ cái lượng nước cân bằng Nó sanh ra cái sống Cho nên cái sống thì nó có Muôn vàng khác nhau Sống lớn, sống ngọ, nhỏ, sống dài Sống ngắn và nó trôi Chảy theo cái dòng sông Cũng như là cái dòng đời vậy đó. Nhưng mà nước thì nó không khác Ừ, cái nước cũng giống như cái cái, cái dòng chảy của thế giới thế gian, còn sóng cũng như những cái bất thường của của của, của thế giới thế gian nó là vậy đó. cho nên chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này á thật sự là nó nó giống như lượng sóng lên xuống chút thôi, chứ nó đều đồng nhau, nó không có cái gì khó cái động thì nó cùng có cái động cũng như bản nhạc có cái âm từ nó khác nhau cái tiếng lớn tiếng nhỏ cái âm lượng khác nhau âm động khác nhau nhưng mà nó thật sự nó cũng là một thôi cho nên cái thấy sai khác này nhưng mà chúng ta quy tụ lại cái nguyên lý nó là đồng nhau cho nên trong cái khác đó nó đều từ cái đồng mà sinh ra mà trong cái đồng nó sinh bước sinh được cái khác bất cứ cái gì đó. cho nên nếu mình nói cuối cùng mình cũng không thể phân biệt được cái gì cả con gì đó hả nó nó nó, nó rung động nó, nó rung cũng hay chứ như nhạc. cũng như ngôn ngữ á của con người nó từ cái ký ức trong cái bộ nhớ nó và khi nó nó ở trong một cái cách đối chiếu của của cái 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 gọi là tùy theo cái loại loại người khác mà lại trên không lại trên mặt đất lại bò lại ấy, mỗi cái nó đều phát xuất ra cái ngôn ngữ để diễn tả phản ứng cái, cái 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 lực sống của nó nên là vui buồn thương ghét hay cái gì đó nó gần gần lẫn nhau cho nên con người với con vật cũng như con vật nó cũng ganh tị nó cũng có cái ghét nó cũng có cái thích nó cũng có cái thương nó cũng có cái vừa đủ và không vừa đủ tất cả nó nó chênh lệ cho nên nó đồng là một cái tánh cũng như là đồng là một cái tánh sanh diệt hay là có cái tánh biết cho nên nếu mà chúng ta tìm dần và đối chiếu tìm kiếm và so sánh cho nó đứng đáng mọi cái thì chúng ta thấy tất cả mọi cái nó đều trừ một cái tức là một cái nguyên lý một cái tự tánh hay là một cái cái khối lượng nghĩa là vô hình đó mà nó sanh ra tất cả cho nên khi mà chúng ta tìm kiếm phân tích như vậy đó, cuối cùng nó nó để được cái gì để làm cho cái tâm chúng ta nó không có à, nghĩa là nó không có nghi ngờ nữa nó không khó khăn nữa và nó nó, nó tự nhiên nó bằng lòng trong cái tâm niệm nó im lặng mất nó 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 không còn cái gì nữa hay cả cho nên gọi là kêu bằng cùng lý tận tánh nên là nó hết được cái tất cả chân lý nó ở trong cái không và tặng được tất cả cái niệm ở trong tánh à. cho nên từ cái tánh nó bước sanh ra tất cả cái, cái chuyển động nào đó à. cho nên nói cái điều này tại sao chúng ta lại nói một cái cách mà nó không xác định không đưa ra một cái gì hết cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái cái cuộc sống này nó không có một cái gì mà đứng yên, không có gì mà xác định cũng như đứng về cái cái tâm lý đó. không có một cái gì mà gọi là chân lý thật của nó hết cả. Nó chỉ có nó chỉ có riêng biệt của một cái hình thức, một cái khối lượng, một cái hình lượng hay là một cái thời gian không gian nó thôi. Nhưng mà chạy một chút là nó khác rồi. Ví dụ một cái hoa này Nghĩa là ngày hôm nay khóc mà ngày mai khóc Nó nhích một chút là nó khóc rồi Khi nó thay đổi như thế Thì thì đầu tiên là màu sắc của nó thay đổi Rồi người ta nhìn nó Sẽ nó không có giống đẹp như ban đầu nữa Rồi lần lần nó thay nhiều mặt nhưng mà thực sự là ở trong cái tự tự nó nó không bao giờ biết cái gì đó bởi vì nó không là gì hết cả Cho nên tất cả nó cũng, cũng cũng giống như là nó nó không hiểu, không biết, không có gì Nhưng mà chúng ta cũng không thể nói cái từ đó được Bởi vì nó không biết Tức là nó phải có cái biết, nó mới có cái không biết Còn đàn này nó là một cái tính chất của vật chất Nó vô tư Nhưng mà nó có cái lực phản ứng Ví dụ mình tưới nước nó nhiều Thì nó nó sẽ tươi mát nó bị nắng gió nhiều thì nó sẽ bị khô héo này kia nó ảnh hưởng về vật chất nó ảnh hưởng về nó tác động về cái sự cọ sát để nó sanh trưởng hay là nó quỷ diệt nó chịu trong cái thời tiết mùa màng đó thì cái này nó thuộc về phản ứng nó thuộc về vật chất ừ, này kia nó có cái tánh cảm ở trong một cái độ mơ hồ ít giỏi chứ không phải là tánh biết nên mà nó có cảm được biết được đó. nó khác hơn con người nó đi đến con người thì cảm và biết và và cái biết còn biết đúng biết sai nữa phân biệt đó rồi lên một bậc nữa thì nó không cần biết nhưng mà nó hiểu nó nhìn cái gì là nó hiểu hết nó lần lần lên tới chư thiên rồi này, này kia thì tự nhiên nó không cần nói nữa nó cũng biết hết. Ừ. Cho nên người ta thương gác buồn vui gì đó tự nhiên người ta cảm nhau không chứ người ta không cần nói không còn nói nó chỉ có cái một cái sự va chạm nào đó chút ít thôi. À. Cho nên lần 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 nó trở thành một sự hợp nhất. Dù ừ. lên tới Bồ Tát hay là Phật này. Dù nhiều vị nhưng mà thật sự nó chỉ có một thôi. Có cái tâm giác ngộ hay là cái tâm ví dụ bồ tát thì nó chỉ đồng nhau tâm bồ tát nó lại chút ví dụ như nó họ hành lục độ từ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ à, nhưng mà có người thì nhiều hơn có nhiều người ít hơn có người sâu hơn người cận hơn cái tính chất ứng dụng và tính chất nó nhanh nhạy và cái cái, cái phát sinh và hậu quả nó khác nhau nhưng mà cũng đều ở trong cái cái lục độ vận hành đó nó là cái tính chất chuyển động bồ tát nhiều khi mà thành tựu viên mãn thì là phật à. ví dụ như phật mà phật bích chi thì không thể so sánh với một đức phật như lai được bích chi phật thì là phật đó quần nghĩa là không còn ác nữa sạch tất cả thiện không còn sanh tử không gì cả nhưng mà nó không cùng với tất cả chúng sanh để mà làm cho chúng sanh giác ngộ hay này kia thì đó là cái vị gọi là Bích chi phật à, hay là mà không có phật ra đời thì mới có vị phật đó còn có phật ra đời thì không có phật đó à, cho nên người ta cảm thấy một cái hoa rơi một cái lá rụng hay là một dòng sông trôi hay cái gì người ta cảm người ta thấy cái mà mình gọi là vô thường đó thì người ta bỏ hết ta đến một cái nơi yên ván gì đó là người ta ngồi lại ta thành phật là bởi vì sao khi người ta thấy vậy người ta người ta giác ngộ nhiều hơn người ta nói ví dụ như mình nói à cái này vô thường nó sanh rồi nó diệt nó đúng rồi nó sai hay là nó tồn tại rồi nó biến mất này cái mình thấy vô thường nhưng mà trong đầu mình có nói còn cái vị mà họ giác ngộ lớn rồi cảm giác họ biết rất rõ điều đấy nó sâu và nó gọi là giác ngộ rồi họ yên lặng để cho cái sự giác ngộ cái sự tĩnh lặng đó nó sâu xa hơn nó trầm lắng hơn và nó đủ cái, cái cái cái, thời gian chính đó nó chín mùi hơn thì họ thành tựu chính đó cho nên nó lặng dừng trong cái lặng im là vậy đó cho nên tất cả có vị phật thật sự nó từ cái tính chất dừng lại im lặng mà nó thành tựu ừ. cho nên đầu tiên là con người nó nhẫn rồi nó tới nhịn rồi nó tới im mình nhẫn là mình 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 chịu đựng gọi là nhẫn nại đó gọi là mình nếu mà con người có một sự chịu đựng chậm đừng có phát tác hay là chậm phát tác thì tất cả mọi việc nó đều tốt hơn là cái sự phát tác và là nhẫn 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 trái chủ quan gia tùng thư tặng đó. nhẫn thân nhẫn khẩu nhẫn ý nhẫn nhẫn thì dù trái chủ quan gia đều là được hết tức là nhẫn đó nó có bản ngã và lần lần nó đi tới cái vô ngã ừ. còn nhịn 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 tức là mình bớt mình giảm mình mình nhường nhường nhịn à. thì tất cả mọi cái nó cũng hoàn thành cho nên có câu nhẫn 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 trái chủ quan gia tùng thứ tặng à, gì đó nhiều 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 thiên tai vạn quả nhất tề tiêu mặt 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 vô hạn thần tiên thùng thứ đắc còn im 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 thì tất cả thần tiên đều từ trong đó mà đắc đạo cho nên chúng ta qua cái câu đó quyết định đó, chúng ta biết đó. nếu mình nhẫn nại thì trái chủ oan gia hay là nghe là phải trái đúng sai cãi cọ đánh lộn hay cái gì đó nó đều dừng lại ừ. còn nhịn 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 thì mọi cái như thiên tai vạn họa thì thì nó cũng không còn ừ còn im 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 thì tất cả mọi cái nó đều đạt được. cho nên cuối cùng chúng ta thấy tất cả thần tiên phật cái gì trở thành được thì nó là từ cái im mặt 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 chứ mặt là im yên lặng mặt 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 cái im này cái im cái im ví dụ như thế gian mà được cái tốt đẹp cái sự như là bớt tai họa, bớt khổ đau hay là bớt uh, gì đó uh, thì thì cái im này nó nó cận hơn người ta có cái ngã còn cái cái im của tất cả các cái vị uh, thần tiên hay là cái này kia đó thì cái cái im này nó nó là cái sự lặng tĩnh của tâm hồn của sâu sắc còn cái im của Phật là nó mất dấu luôn nó trở thành vào cái không gian như là bất tận luôn đó. cho nên chúng ta thấy cái sự thành đạo đó nó tùy theo thứ bậc nhẫn 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 trái chủ quan gia tùng thứ tặng nhiêu 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 cái nhị 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 thiên tai vạn quả nhất tề tiêu mạt 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 các lễ mi mi vô hạn thần tiên tùng thứ đắc à, cho nên cuối cùng nó chỉ là cái im cho nên người nào mà muốn đắc đạo, muốn thành Phật, thành tiên, muốn thành bất cứ gì phải bắt đầu từ cái im, à, từ cái nhẫn, nhẫn rồi cái cái nhường nhịn, nhường nhịn là mất đi nhịn bỏ đi, rồi tới cái cái im, cái im thì thì nó mất dấu hết, bởi vì con người im nhưng mà cái im tận cùng đó, tức là cái định đó, cái định cái định nhưng mà nó không phải là bị cái thiền định cái thiền định là một cái chuyện tương đối. Còn cái im mà có người mà khi mà cái tánh nó không còn vọng nữa, nó hết vọng nó không có chuyện gì đó. Thì nó mới thiệt sự là im, nó thấy nó ở trong cái chân tánh nó là im im. À, thì cái 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 sự im lặng đó, cái im thì nó lặng, nó lặng thì nó mất. Cho nên cuối cùng nó sẽ hình thành ra. Nó nó sẽ thành ra cái kết quả của cho nên chúng ta theo cái chỗ đó Theo cái dấu vết đó thì Để chúng ta có thể bước lên cái chỗ Mà chúng ta muốn thành công cái Chắc chắn vậy Cho nên những cái câu nói đó nó ngắn ngủi Nó ít chỏi nhưng mà nó quyết định được Nghĩa là từ quá khứ vị lai gì Từ cái không gian thời gian gì Nó cũng có hiệu nghiệm hết cả Rồi Bây giờ nó cũng tới cái thời im im im, im hết. <laughs> hết nói Không còn gì nói nữa hết cả I